Ông mới sai gì vậy ông? Ông khóc lóc cái gì? Phận con trai 12 bến nước trong nhờ được chịu. Nói gì? Làm mạnh vô. Làm gì vậy? Chị ơi xíu không chị? Ừ, ok đó em. Nay làm có vẻ đầm tay hơn mọi ngày đó. Mày em này, sao con gái con đứa gì mà để tay khô rang vậy? Tay khô rang vậy? À, cái gì vậy? Dùng hai tay mình xoay như thế này ha, thì thái dương nó sẽ được kết hợp xoay này, nó xoa xoa đưa mình xuống như này luôn, nó mình rút lên bó như này. Ê, ông đang gội đầu bóng hình trên này nhìn đâu dưới này vậy? Đi, nhiễu nhau đó nha. Thế rồi, không thầy biết giờ đang nhờ ông nội, thua luôn rồi. Được, anh thử đeo được không? Em nhìn thấy gì không? Kim đâm á, anh cũng không sợ. Bắt đầu vui xin nhớ gì? Thoải mái đi. Anh không đâu mà ghét gì vậy? À, anh thích vậy á. Sướng mà. Thoải mái đi em. À, vậy được rồi. Anh biệt cơ biệt cấp đấy. Cái gì vậy? Anh cơ biệt cấp anh nhận đấy. Kim đâm á, anh cũng không sợ. Nhắm mắt lại đi để em gọi. Anh nhắm mắt lại đi, chứ không là em xịt nước vô mát ráng chịu rồi nha. Bi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Thật ra tất cả những chuyện trên đời này á đều là chuyện nhỏ. Chỉ có việc cưới vợ nhỏ mới là chuyện lớn. Chỉ có việc cưới vợ nhỏ mới là chuyện lớn.